Tác phẩm Cyberpunk Big Sean thuộc thể loại khoa học giả tưởng là sản phẩm của một phần mềm trí tuệ nhân tạo Midjourney. Thông tin này làm dấy lên nỗi lo từ những tác giả trong ngành xuất bản truyện tranh nhiều lợi nhuận. Tôi có thể khẳng định là trí tuệ nhân tạo dễ nhanh hơn con người. Với một hình màu minh họa truyện, họa sĩ cần dễ một ngày mới xong. Công cụ AI chỉ cần khoảng một phút. Tác giả cho biết anh đã sử dụng các từ khóa tóc màu hồng, thanh niên, nghệ sĩ, áo gió và phần mềm AI vẽ ra hình nhân vật chính trong truyện, dù gương mặt nhân vật không hoàn toàn giống nhau trong các tranh. Sau đó anh đã chọn ra những kết quả hợp lý nhất để tạo ra truyện tranh. Tác giả tin rằng những phần mềm AI sẽ mở đường cho những người không có năng khiếu họa sĩ làm truyện manga với điều kiện là họ có ý tưởng sáng giá. Phần mềm trí tuệ nhân tạo Midjourney ra đời tại Mỹ đã gặt hái nhiều thành công với những sáng tạo mang tính nghệ thuật. Một số nội dung do Midjourney sáng tạo từng khiến người xem sửng sốt hay ghê rợn.